Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 1. Chương trình hôm nay có những nội dung chính: kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện, triển lãm lưu động tình quân dân, rèn bộ đội sát thực tế chiến đấu. Thưa quý vị và các đồng chí, đoàn công tác Quân khu 1 do Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, phúc tra kết quả xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện tiêu biểu mẫu mực năm 2019 đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang, Sư đoàn Bộ binh 3 và Lữ đoàn Xe tăng 409. Tại các đơn vị, đoàn công tác tiến hành phúc tra kết quả trên tất cả các mặt công tác, trong đó tập trung vào 5 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện tiêu biểu mẫu mực. Kết quả kiểm tra, phúc tra cho thấy các tiêu chí đã được các đơn vị cụ thể hóa sát với đặc điểm chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị địa phương. Từng đơn vị đều có những giải pháp đột phá trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đảm bảo tốt công tác hậu cần, tài chính và công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Tính đến thời điểm kiểm tra, các đơn vị đều đạt điểm giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện, tiêu biểu mẫu mực. Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ quân số, đảm bảo an toàn trong huấn luyện, diễn tập và an toàn giao thông, khắc phục triệt để những hạn chế mà đoàn công tác chỉ ra, giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện tiêu biểu mẫu mực năm 2019 và những năm tiếp theo. Cụm Trinh sát Kỹ thuật 79, Bộ Tham mưu Quân khu 1 vừa tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống, mùng 4 tháng 11 1979, mùng 4 tháng 11 2019. Thiếu tướng Nguyễn Đăng Bảo, Phó Tham mưu trưởng Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo. Dự buổi lễ còn có Thiếu tướng Bùi Xuân Khiển, Cục trưởng Cục 71, Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng, Đại tá Hoàng Văn Hữu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu cùng đông đủ cán bộ nhân viên chiến sĩ đơn vị. Cách đây tròn 40 năm, ngày mùng 4 tháng 11 năm 1979, Tiểu đoàn Trinh sát Kỹ thuật 79 được thành lập theo quyết định số 215 của Bộ Tổng Tham mưu. Theo yêu cầu nhiệm vụ, ngày 24 tháng 10 năm 1994, Tiểu đoàn Trinh sát Kỹ thuật 79 được đổi tên thành Cụm Trinh sát Kỹ thuật 79. Suốt chặng đường 40 năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Cụm Trinh sát Kỹ thuật 79 luôn chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Cán bộ chiến sĩ luôn đoàn kết thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ, Cụm Trinh sát Kỹ thuật 79 được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng 3 cờ thưởng luân lưu, 8 lần đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, nhiều năm liền được Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục 2, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng bằng khen. Vừa qua, tại Lữ đoàn Pháo binh 382, Cơ quan Thường trực Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng phối hợp với Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em Quân khu 1 tổ chức truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho hơn 300 cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 382. Dự buổi truyền thông có Đại tá Nguyễn Minh Thao, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, đại biểu Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng. Tại buổi truyền thông, cán bộ chiến sĩ đơn vị được bác sĩ Hồ Mai Hoa, giảng viên quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, nguyên bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương nói chuyện, cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản với đối tượng nam giới, giới thiệu cách nhận biết và phòng tránh một số loại bệnh lây lan qua quan hệ tình dục, đồng thời giải đáp thắc mắc của cán bộ chiến sĩ đơn vị về vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản và bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Phát biểu tại buổi truyền thông, Đại tá Nguyễn Minh Thao, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, đánh giá cao ý nghĩa của chương trình. Buổi truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về chăm sóc sức khỏe sinh sản, trang bị nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết để xây dựng gia đình hạnh phúc, điểm tựa vững chắc cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bắc Ninh vừa chỉ đạo thành phố Bắc Ninh tổ chức huấn luyện diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã năm 2019 trên địa bàn phường Vân Dương và xã Nam Sơn. Tại buổi diễn tập, các lực lượng và nhân dân đã phối hợp tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ với tình huống giả định cháy rừng tại khu Lỗ Sâu, phường Vân Dương. Nguyên nhân là do có một số thanh niên vào rừng tìm bắt ong, trong đó có người hút thuốc, sau đó vứt tàn thuốc vào khu vực rừng. Đám cháy được người dân đi làm gần đó phát hiện và nhanh chóng hô hào mọi người, đồng thời thông báo cho cán bộ kiểm lâm và báo cáo trưởng khu để huy động nhân dân cùng tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do lớp thực bì dày lại đang mùa hanh khô, gặp gió to nên lửa cháy ngày càng dữ dội và lan nhanh, đòi hỏi sự vào cuộc kịp thời của cả chính quyền từ thành phố đến địa phương trong chỉ đạo huy động các lực lượng quân đội, công an, kiểm lâm và bà con nhân dân cùng tham gia chữa cháy.
Quá trình thực hành chữa cháy, các lực lượng cũng thực hành sơ cấp cứu người bị thương và tổ chức lực lượng giả phá bom mìn với tình huống một số vật liệu nổ còn sót lại trong chiến tranh phát nổ gây ra trong lúc cháy rừng. Với một cái kết quả huy động của tất cả hệ thống chính trị và các lực lượng thì cuộc diễn tập phòng chống cháy rừng tại phường Vân Dương đã diễn ra một cách tốt đẹp, tạo ra cho một cái khí thế, một cái trách nhiệm của toàn dân là phải phòng chống cháy rừng đến mùa khô. Nhân đây chúng tôi cũng sẽ đề xuất với tỉnh, với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xem xét khảo sát để làm một số cái hệ thống cái đập mà nó liên quan đến các cái xung quanh chân núi để tạo ra những cái hồ nước để tạo cái môi trường sinh thái nhưng đồng thời trữ một cái lượng nước để mà phục vụ cho công tác phòng chống cháy rừng trong suốt quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Sau một buổi sáng, chương trình diễn tập đã hoàn thành tốt các nội dung, mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo bám sát tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Bắc Ninh, góp phần quan trọng trong việc bổ sung kinh nghiệm trong vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền trong công tác phòng cháy chữa cháy với phương châm 4 tại chỗ. Thưa quý vị và các đồng chí, tình quân dân là chủ đề của triển lãm lưu động do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 1 vừa khai mạc tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân 22/12/1989, 22/12/2019, 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12/1944, 22/12/2019. Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã xây dựng kế hoạch, nội dung, đồng thời chủ động phối hợp với Bảo tàng Lực lượng Vũ trang Việt Bắc Quân khu 1 làm tốt công tác đảm bảo cho triển lãm. Đây là hoạt động thiết thực nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, tôn vinh, tri ân những cống hiến, hy sinh, mối tình gắn bó keo sơn của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Qua đó, góp phần tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đây là một trong những cái hoạt động mang ý nghĩa rất là sâu sắc, làm tăng thêm cái sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Cái điều đó là đúng với cái chủ trương đường lối của Đảng cũng như cái sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương. Làm sao đấy để mà xây dựng được một cái thế trận quốc phòng an ninh vững chắc, đặc biệt là cái vai trò của quân khu 1 ở các cái tỉnh biên giới rất là quan trọng. Triển lãm trưng bày gần 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật giới thiệu quá trình ra đời, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, sự tin yêu, che chở, đùm bọc của nhân dân đã tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành độc lập cho dân tộc. Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày giới thiệu những hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu 1 giai đoạn 2015-2019 về các mặt công tác, huấn luyện, xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là các hoạt động gắn kết với các tổ chức chính quyền của địa phương thuộc địa bàn quân khu. Mối quan hệ gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc Việt Bắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. Trước đây thì cháu chỉ được biết lịch sử chiến đấu của dân tộc ta qua sách lịch sử, qua những hình ảnh trên Internet. Và hôm nay thì qua buổi triển lãm ngày, cháu đã được nhìn thấy tận mắt những hình ảnh của cuộc chiến tranh khốc liệt và cháu cảm thấy rất tự hào về tinh thần chiến đấu quật cường cũng như là hy sinh xương máu của các anh hùng dân tộc cho đất nước. Cháu xin hứa sẽ học tập thật tốt để góp phần xây dựng đất nước. Qua cái buổi triển lãm này, tôi cũng muốn cho các em biết được về lịch sử mà ngày xưa ông cha ta đã trải qua. Và qua cái buổi này, mong rằng các em học tập và noi gương theo các anh bộ đội Cụ Hồ. Những tư liệu, hình ảnh, hiện vật thể hiện tình quân dân được Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giới thiệu tại triển lãm đã và đang góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội và nhân dân, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp của người lính bộ đội Cụ Hồ với nhân dân, phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội nói chung, của lực lượng vũ trang quân khu 1 nói riêng trong thời kỳ mới, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng đất nước giàu đẹp.
Thưa quý vị và các đồng chí, Quân khu 1 vừa chỉ đạo các đơn vị Lữ đoàn Pháo binh 382, Lữ đoàn Xe tăng 409 tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp ngoài thực địa có một phần thực binh với các đề mục Lữ đoàn Pháo binh trong chiến dịch tiến công địch lâm thời phòng ngự ở địa hình Trung Du và Lữ đoàn Tăng thiết giáp hiệp đồng với bộ binh tiến công địch tạm dừng ở địa hình Trung Du nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ chiến sĩ, rèn luyện bộ đội sát thực tế chiến đấu. Cuộc diễn tập chỉ huy đơn vị một bên hai cấp ngoài thực địa có một phần thực binh của Lữ đoàn Pháo binh 382 và Lữ đoàn Xe tăng 409 được tiến hành theo các giai đoạn, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành quân, trú quân chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Để đảm bảo cuộc diễn tập hoàn thành tốt các nội dung yêu cầu đề ra, các đơn vị đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tăng cường huấn luyện bổ sung những nội dung mới, chuyên sâu nhằm đưa các tình huống diễn tập sát thực tế chiến đấu. Ở trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi cũng đã tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng huấn luyện của cán bộ, đặc biệt là trong diễn tập chiến thuật. Là một đơn vị binh chủng, Lữ đoàn chúng tôi đã coi trọng công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập cho diễn tập chiến thuật và đặc biệt là bảo đảm hậu cần cho ăn ở dã ngoại. Với lượng xe pháo lớn, Lữ đoàn cũng đã tập trung sửa chữa, bảo đảm xe pháo chuẩn bị cho diễn tập. Những năm trước đây, diễn tập Lữ đoàn Pháo binh thường tổ chức theo hình thức diễn tập chỉ huy cơ quan cụm pháo binh với hai tiểu đoàn. Nhưng bắt đầu từ năm 2018, theo chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu, Lữ đoàn tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan với các tiểu đoàn tác chiến độc lập đảm nhiệm mục tiêu riêng. Đây là nét mới nhằm rèn luyện bộ đội sát với hình thái tác chiến hiện đại, bảo đảm sức cơ động và khả năng phản ứng nhanh của chỉ huy, cơ quan và phân đội. Tại trận địa của những người lính, chân đồng vai sắt, cán bộ chiến sĩ thể hiện tinh thần quyết tâm qua khẩu lệnh to rõ, hành động mau lẹ khẩn trương. Các pháo thủ nhanh chóng thực hiện các thao tác thuần thục và chính xác, tiêu diệt được mục tiêu ngay trong loạt bắn đầu tiên. Trước khi bước vào cuộc diễn tập này, chúng tôi đã được cán bộ các cấp quán triệt về mục đích và yêu cầu của cuộc diễn tập. Để từ đó trong học tập và huấn luyện, chúng tôi luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong học tập. Để bắn được một mục tiêu chính xác, chúng tôi cần phải thao tác ống thước tầm, lấy thước tầm của ống thước tầm, bộ phận vành tà, bộ phận độ hướng trên kính giá ngắm, ngắm vào điểm dấu chính và bắn. Với tinh thần nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409, quá trình thực hành diễn tập, đội ngũ cán bộ chỉ huy, cơ quan thực hiện khá nhuần nhuyễn các bước trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu. Các cơ quan phân đội thực hiện đúng thứ tự nội dung công việc theo quy định và theo điều hành của ban chỉ đạo, đạo diễn diễn tập. Để đảm bảo diễn tập đạt mục đích yêu cầu đề ra, đơn vị đã tiến hành nổ máy 10 xe, cơ động 4 xe tăng, đưa bộ đội vào các tình huống sát thực tế, qua đó rèn luyện bộ đội một cách toàn diện. Đối với bản thân tôi, qua cuộc diễn tập này là cơ hội để bồi dưỡng thêm về trình độ chuyên môn, về trình độ tổ chức và phương pháp duy trì bộ đội trong thực hành chuyển trạng thái, trong làm công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Qua thời gian tổ chức diễn tập, đơn vị theo đánh giá sơ bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập. Đơn vị đã thực hiện đầy đủ các bước từ tiến hành công tác tổ chức chuẩn bị cho đến thực hành chiến đấu. Và qua đánh giá của chúng tôi trong ban chỉ đạo diễn tập, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quá trình. Cuộc diễn tập của Lữ đoàn Pháo binh 382 và Lữ đoàn Xe tăng 409 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Qua diễn tập, trình độ năng lực chỉ huy tham mưu của đội ngũ cán bộ được nâng lên một bước, cán bộ chiến sĩ được rèn luyện toàn diện cả về sức khỏe, bản lĩnh, tâm lý, tác phong và trình độ kỹ chiến thuật, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Chương trình truyền hình Quân khu 1 hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí, các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.